chào các bạn. 4 năm đã trôi qua nhưng người hâm mộ Việt Nam hẳn không thể quên được ký ức về thất bại 2-4 trước Malaysia ở trận lượt về bán kết AFF Cup 2014 tại Mỹ Đình. Bán kết AFF 2014, Việt Nam đụng độ Malaysia. Rất nhiều người hâm mộ đã lo lắng khi chúng ta phải đá trận lượt đi ở Sa Anam. Quả thật trận đấu đã diễn ra cực kỳ căng thẳng. Trên khán đài, nhiều người hâm mộ Malaysia đã lao sang đánh người hâm mộ Việt Nam. Đây là một bê bối chấn động lịch sử AFF Cup, nhưng cũng chính vì scandal này mà chiến thắng 2-1 của Việt Nam trên sân khách càng trở nên ý nghĩa. Tất cả đều đã sớm nghĩ về chúng ta sẽ vượt qua người Mã để vào chung kết, trả hận cho các cổ động viên phải chảy máu trên đất bạn. Thế nhưng, trời đất như sụp đổ, nhiều người hâm mộ đã rơi nước mắt hẳn, cũng có những người cảm thấy khó ngồi vững trên ghế khi chứng kiến Việt Nam thua ngược 2-4 ở Mỹ Đình. Không chiêu trò gì cả, bằng một tinh thần chiến đấu hứng đấu hừng hực, Malaysia đã khiến Việt Nam lún sợ, rồi liên tiếp ghi bàn. Một mình sự quật khởi của Công Vinh mang về 2 bàn thắng nhưng là không đủ. 2 năm sau, Việt Nam gặp Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2016 tổ chức tại Myanmar nhưng cũng đã chẳng có cuộc phục hận xứng đáng nào cả. Dù chúng ta thắng đối phương 2-1 và người Mã bị loại sớm, đơn giản bởi vì đó là giai đoạn đội tuyển quốc gia Malaysia sa sút sức mạnh nghiêm trọng. Khi nhiều trụ cột lớn tuổi rời đi và nhiều nhân tố mới thay thế, Malaysia không còn là chính họ. Việc thất bại ở AFF Cup như một lẽ đương nhiên khiến cho chiến thắng kém đi phần vinh quang cho Việt Nam. Nên biết, sau thất bại ở kỳ AFF Cup đó, đội tuyển Malaysia đã có chuỗi 10 trận không thắng, thua tới 7. Nhưng mọi chuyện khả năng lớn sẽ thay đổi ở AFF Cup 2018. Việt Nam lại chung bảng với Malaysia, song lần này đối thủ được bổ sung những cầu thủ trẻ tài năng. Mới đây, tờ Sport Asian cũng tiếng cảnh báo về một cuộc trở lại của người Mã. Malaysia luôn là một thế lực đáng gờm của bóng đá Đông Nam Á. Chẳng có gì để nghi ngờ điều đó, họ luôn hướng tới mục tiêu cạnh tranh chức vô địch và trong hầu hết các giải đấu họ đều chơi tốt. Đó là lời dẫn của tờ báo châu Á mở đầu. AFF Cup sẽ là một rào cản đầu tiên để Malaysia chứng tỏ xem liệu họ đã vượt qua được bóng ma năm 2016 hay không. Vượt qua được vòng bảng sẽ là một yêu cầu tối thiểu, nhưng họ có thể sẽ có đi xa hơn. Nếu có thể đoạt được chiếc cúp vô địch lần thứ hai, đó sẽ là một sự khích lệ cực lớn với bóng đá Malaysia. Trên thực tế, AFF Cup 2010, 2012 và 2014 là giai đoạn thăng hoa của bóng đá Malaysia. Họ vô địch vào năm 2010, lọt tới bán kết năm 2012 và vào chung kết có ngôi Á quân năm 2014. Với đẳng cấp đã được chứng minh ở Đông Nam Á, đặc biệt là thứ sức mạnh đặc thù, tinh thần kết hợp, thể chất người Mã luôn luôn đáng sợ. Đây sẽ là một đối thủ mà Việt Nam cần phải cẩn trọng nhất ở bảng A, AFF Cup 2018. Trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia sẽ diễn ra ở Mỹ Đình vào lúc 19:30 vào ngày 16 tháng 11. Chào các bạn, Xuân Trường là một trong những cầu thủ bị đặt nhiều dấu hỏi nhất trước thềm AFF Cup 2018. Người hùng và tội đồ. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Ronaldo cho rằng chỉ có Messi và anh là người có thể duy trì phong độ cao nhất trong suốt 10 năm qua. Nhưng ngay cả ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, cả CR7 lẫn M10 đều phải trải qua những quãng thời gian sa sút và nhận vô số lời chỉ trích. Vậy nên chuyện phong độ lên xuống với các cầu thủ cũng chẳng phải là chuyện lạ lẫm. Xuân Trường là người thấm thía điều này trong vài năm qua. Tại AFF Cup 2016, Trường Hiếp thi đấu chững chạc và được dự đoán sẽ trở thành thủ lĩnh của đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Một năm trôi qua, tiền vệ người Tuyên Quang trở về sau mùa giải cùng Kang Won với tâm trạng rối bời. Việc gần như không được thi đấu ảnh hưởng nặng nề đến Xuân Trường, anh thú nhận bản thân gần như phải làm lại từ đầu khi quyết định rời Hàn Quốc. Vòng chung kết U23 châu Á 2018 chứng kiến một Xuân Trường chơi đầy thuyết phục, không chỉ là nhân vật không thể thiếu ở tuyến giữa U23 Việt Nam, Trường Hiếp còn thể hiện phẩm chất của một đội trưởng trong từng hành động. Đầu mùa giải V-League 2018, Xuân Trường tiếp tục phong độ ấn tượng trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Anh tiếp tục có những pha đá phạt thành bàn cũng như góp công và lối chơi giúp cho đội bóng phố núi vượt qua các trận đấu khó khăn. Chỉ có điều, khi bị các đối thủ chăm sóc kỹ càng hơn, điểm yếu của Xuân Trường một lần nữa lộ ra. Tiền vệ người Tuyên Quang không được đánh giá cao ở khả năng tranh chấp tay đôi, hỗ trợ phòng ngự và đôi khi xử lý bóng khá chậm chạp để đối phương cướp bóng gây nguy hiểm cho khung thành. Suốt quá trình chuẩn bị,
và thi đấu tại ASEAN 2018, Trường Híp gần như không thể cải thiện được nhiều. Anh dần bị xếp sau Hùng Dũng rồi cả Quang Hải trong lựa chọn vị trí tiền vệ trung tâm. Dù vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tin tưởng xếp Xuân Trường đá chính khi U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc ở vòng bán kết. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tin rằng với các đội bóng xứ kim chi của Xuân Trường sẽ giúp ích cho đoàn quân áo đỏ. Đáng tiếc, niềm tin của thầy Park đã không được đền đáp. Xuân Trường có 45 phút đầy thất vọng trước U23 Hàn Quốc. Trong cả hai bàn thua đầu tiên của U23 Việt Nam, tiền vệ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai đều tỏ ra bất lực khi phải hỗ trợ phòng ngự suốt cả hiệp 1. Trường Híp cũng không thể hiện được nhiều trên mặt trận đấu công bởi áp lực do U23 Hàn Quốc gây ra. Đầu hiệp 2, khi Xuân Trường lợi sân nhường chỗ cho Minh Vương, U23 Việt Nam chơi thanh thoát hơn. Và chính Minh Vương là người đã ghi bàn thắng từ quả đá phạt đẹp mắt vào lưới Hàn Quốc. 4 bàn thắng, 6 đường kiến tạo tại V-League 2018 là con số đáng khích lệ với Xuân Trường, đặc biệt sau khi phải ngồi ngoài gần như trọn vẹn 2 năm trên đất Hàn Quốc. Dù vậy, như đã nói, Trường Híp chưa cải thiện được các điểm yếu. Ngay từ khi lên tập trung đội tuyển quốc gia, tiền vệ 23 tuổi đã được huấn luyện viên Park Hang-seo soi rất kỹ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt ra giáo án nhằm giúp cậu học trò mạnh mẽ hơn, lì đòn hơn. Chỉ như vậy, Xuân Trường mới đủ sức đối đầu với những đối thủ giàu sức mạnh như Malaysia, Indonesia hay Thái Lan. Áp lực đặt lên cầu thủ người Tuyên Quang rất lớn, không bị đánh giá thấp trong cuộc cạnh tranh vào đội hình xuất phát. Xuân Trường còn đứng trước nguy cơ không được góp mặt ở danh sách 23 cầu thủ cuối cùng dự AFF Cup 2018. Nhưng không phải các đồng đội, đối thủ lớn nhất mà Xuân Trường đang đối mặt chính là bản thân. Giờ là lúc anh phải rũ bỏ được hình ảnh một tiền vệ kỹ thuật song thiếu sức chiến đấu, dễ chìm nghỉm trước các địch thủ chơi quyết liệt. Một Xuân Trường đứng vững được mà không cần một vệ sĩ như Tuấn Anh, Hoàng Thịnh hay Đức Huy sẽ là quân cờ quan trọng cho huấn luyện viên Park Hang-seo, và đó cũng là điều người hâm mộ Việt Nam chờ đợi. Chào các bạn, được đánh giá là một trong những chuyên gia sút phạt, nhưng Minh Vương vẫn bị huấn luyện viên Park Hang-seo loại khỏi đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2018. Vậy đâu là lý do khiến cho tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai lỡ hẹn với giải đấu khu vực? Ngay sau khi trở về Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã khiến giới chuyên môn trong nước phải bất ngờ khi công bố danh sách 5 cầu thủ phải chia tay đội tuyển Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Trong số những cầu thủ bị loại lần này, tiền vệ Trần Minh Vương khiến người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước tiếc nuối nhất. Thậm chí cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai được đánh giá là cái tên khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo phải đắn đo nhiều nhất. Trước khi được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018, tiền vệ Trần Minh Vương đã được vị chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội tại ASEAN 18 trên đất Indonesia hồi tháng 8 vừa qua khi trung vệ Thành Trung bị dính chấn thương. Tại giải đấu mà đội tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, Minh Vương cũng đã gây ấn tượng lớn, đặc biệt là trong trận đấu gặp Olympic UAE và Hàn Quốc. Trong đó Minh Vương cũng chính là người đã ghi bàn rút ngắn tỷ số cho đội tuyển Olympic Việt Nam trong thất bại trước Olympic Hàn Quốc tại bán kết với pha lập công đẹp mắt. Sau màn trình diễn ấn tượng tại ASEAN 2018, Minh Vương tiếp tục để lại dấu ấn trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai ở V-League 2018 với 8 lần sút tung lưới đối thủ. Màn trình diễn này đã thuyết phục huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội cho tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai một vị trí trong danh sách 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Mặc dù vậy, trong màu áo đội tuyển quốc gia, Minh Vương gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ những đàn anh trong đội hình. Theo đó, ở vị trí tiền vệ công, trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo hiện có rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, bản lĩnh, thi đấu quốc tế như Thanh Trung, Văn Toàn, Quang Hải, Văn Đức. Thậm chí, những cái tên trên hàng công như Công Phượng, Văn Quyết cũng có thể cạnh tranh suất đá chính trong đội hình với Minh Vương. Chính vì thế, dù là một ngôi sao trẻ đang lên của bóng đá Việt Nam, nhưng Minh Vương vẫn còn thiếu rất nhiều về kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn các đồng đội khác trong màu áo đội tuyển Việt Nam hiện tại. Đây có thể là những lý do khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải gạch tên tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai khỏi đội tuyển Việt Nam khi rút danh sách xuống còn 25 cầu thủ để tiếp tục chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Và sẽ còn 2 cầu thủ nữa sẽ phải rời khỏi đội tuyển Việt Nam trong những ngày tới, sẽ là cơ hội cho tất cả các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chính thức rút gọn còn 23 cầu thủ để cho trận khai màn với đội tuyển Lào trong trận mở màn AFF Cup sắp tới.